Ừ. lúc con mới tìm hiểu về chú Đại Bi Trong đó có nói đến 33 ứng thân của Bồ Tát Theo nhiều bài viết lý giải rằng đó là do Bồ Tát hóa thân Cho hợp với từng loại căn chín sinh căn cơ khác nhau có đúng là quý vị đang nói về chú đại bi không hay là cái 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 gì cái, cái kinh pháp hoa mà cái phẩm uh, uh, cái phẩm gì quý uh, vị đã nói kinh pháp hoa cái phẩm mà uh, bồ tát uh, quan âm nói ba mươi ba ứng uh, ứng hóa thần thành nếu gì lộn á thành nếu gì lộn có phải đây bị ảnh hưởng bởi bà la môn giáo thì con thấy nhiều tranh tượng của đạo Hindu cũng hay vẽ lên rất nhiều hóa thân về thần linh của họ. Thế tâm lý học thời hiện đại đây có phải đây có được xem là một dạng đa nhân cách không, một linh hồn lại biến hóa ra nhiều dạng tính cách nhân cách khác nhau trong kinh Phật Đức Phật có nói về hóa thân của ngài không? Hay hình tượng hóa thân này chỉ có ở Bồ Tát? Cái có nhiều cái có nhiều cái bài kinh và chú của Phật giáo phát triển được các nhà khảo cổ và nghiên cứu về ngôn ngữ nhận định rằng phát hiện rằng là một sản phẩm được sáng tác bởi đời sau tức là cái đó không phải phật nói mà do các cái sản phẩm được sáng tác thí à, dụ như là cái à, kinh pháp hoa được sáng tác trễ nhất trễ à, nhất à, do cái nhu cầu làm dịu cái sự xung đột giữa các tông phái vào cái thời bấy giờ đấy à, thành ra là theo quan điểm của sư cái kinh nào do phật thuyết thì mình à, nghiên cứu mà kinh nào không phải do Phật thuyết thì mình để qua một bên còn cái kinh nào mà mình không chắc thì cũng để qua một bên à, có lần à, có một vị cư sĩ hỏi hòa thượng Thanh Từ đó, là bây giờ có kinh thì do đời sau tự chế ra rồi cho rằng đó là Phật thuyết à, lẫn lộn với những cái lời kinh chính thống về Đức Phật thuyết thì con nên làm sao để con phân biệt? thì hòa thượng Thanh Từ mới nói là cái kinh nào mà ở cả Nam truyền lẫn Bắc truyền vẫn có cũng có thì nên nên theo bởi vì đó là cái sự khẳng định còn kinh nào á mà bên này có bên kia không có thì để qua một bên ừ. còn nói về cái sự hóa thân ấy thì trong một cái đoạn ngắn trong chú giải kinh Đại Bát Niết Bàn à, có một cái đoạn chú giải ngắn như thế này đó là ở cái nơi nào mà chúng sanh sẵn sàng để nghe pháp nghe chánh pháp nhưng không sẵn sàng để thấy đức thế tôn thì đức phật có cách có cách để cho chúng sanh đó chỉ nghe pháp nhưng mà không thấy ngài còn ở nơi nào mà chúng sanh đó chỉ sẵn sàng nghe pháp khi mà cái vị khi đức thế tôn ở một cái hình dạng đặc biệt nào đó thì đức thế tôn sẽ biến hiện ở cái hình dạng đó để thuyết pháp cho người đó nghe với điều kiện là người đó có được cái duyên lành giải thoát với ngài Đấy, và chỉ một đoạn chú giải ngắn như vậy thôi à, thì có thể những cái vị đời sau ấy à, phát triển rộng ra để chúng ta có một cái à, hình ảnh à, hóa thân của rất là nhiều những cái vị Bồ Tát để phục vụ cho nhu cầu tôn giáo của họ sư thì sư không có bài xích nhưng mà sư nhắc để quý vị nhớ đó là Phật giáo phát triển là một cái hệ thống của những biểu tượng mà khi chúng ta nghiên cứu chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những biểu tượng đó ví dụ như uh, cái trái tim là biểu tượng cho tình yêu hòa, uh, chim bầu câu là biểu tượng cho hòa bình mình thờ tình yêu không có nghĩa là mình đem cái trái tim đó mình đem lên bàn thờ mình thờ hòa bình thì mình phải làm sau đó để đem lại hòa bình chứ không phải là mình đem con chim bồ câu lên bàn thờ đó mình thờ rồi là mình có hòa bình mặc dù trái à, tim đúng là biểu tượng của tình yêu còn bồ câu là biểu tượng của hòa bình cũng vậy hình tượng những vị Bồ Tát ở trong Phật giáo phát triển là một thế giới của những biểu tượng à, bởi vì um, khi mà chúng ta biểu tượng đó thành một con người cụ thể đó thì nó sẽ cụ thể hơn là đó chỉ là một cái ý... định nghĩa ví dụ như À, Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu là biểu hiện biểu tượng của vô lượng tâm từ bi hỷ xả à, Bồ Tát Phổ Hiền là biểu tượng của việc tinh tấn không thối chuyển à, rồi chúng ta đấy rồi những cái À, những cái vị khác thì cũng tương tự như vậy đấy à... tôi nhớ không là mình Bồ Tát Phổ Hiền phải cái vị mà ngồi trên cái con voi chúng ta à... hình như là vậy đấy cho nên ý, à, khi mà nghiên cứu mình phải hiểu ý nghĩa của biểu tượng à, chứ không phải đó là một con người Uh, bằng xương bằng thịt uh, thì mình hiểu như vậy thì nó kẹt quá uh.